Dạ vâng, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ về một cái chủ đề rất là quan tâm thời gian gần đây, đó chính là về thị trường bất động sản Thanh Hóa và một trong những cái nghị quyết quan trọng nhất khiến cho bất động sản Thanh Hóa bùng nổ cũng như là phát triển mạnh mẽ, đồng bộ cơ sở hạ tầng cũng như là được ưu tiên của nhà nước là gì. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và rất nhiều nhà đầu tư có nhắn tin qua cho tôi và hỏi rằng là cái nghị quyết 58 bất động sản Thanh Hóa gồm những điều gì mà khiến cho thị trường ở đây đang được ưu tiên và thị trường ở đây đang được đồng bộ về cơ sở hạ tầng cũng như là đang được thu hút đầu tư một cái lượng vốn FDI và đặc biệt hơn nữa là được sánh là một trong những tứ trụ kinh tế đang được phát triển mạnh ở khu vực phía Bắc. Thì chúng ta cùng nhau chia sẻ về cái thông tin cũng như là về cái nghị quyết 58, chúng ta cùng nhau phân tích và chia sẻ để giúp anh chị nhà đầu tư có nhiều cái góc nhìn hơn về thị trường bất động sản Thanh Hóa. Và đây là một cái nghị quyết rất là quan trọng làm cho rất nhiều nhà đầu tư họ thu hút về Thanh Hóa đầu tư cũng như là phát triển và lựa chọn những cơ hội đầu tư ở bất động sản Thanh Hóa. Đó chính là về nghị quyết 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tầm nhìn mục tiêu năm 2030 Thanh Hóa trở thành một tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, một trong những cái trung tâm lớn ở vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, tạo công nghiệp năng lượng và chế biến chế tạo, nông nghiệp giá trị gia tăng cao, dịch vụ logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu và văn hóa, thể thao, một trong những cực mới cùng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển phía Bắc về Tổ quốc, nơi có mức độ sống cao và bình quân trung bình cả nước và giá trị văn hóa lịch sử được bảo tồn. Và tầm nhìn 2045, Thanh Hóa là một tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện kiểu mẫu của cả nước. Có nghĩa là gì? Mọi người chú ý một thông tin cực kỳ quan trọng trong cái nghị quyết này. Đó chính là phía Bắc của mình ấy, có Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh là một trong ba cái tứ trụ kinh tế khu vực ngoài Bắc, có nghĩa là khu vực đang giàu nhất và đứng gọi là lượng kinh doanh hay là lượng GDP đầu người cao nhất của cả cái khu vực ngoài Bắc. Và Thanh Hóa hiện tại và ba cái khu vực này Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh ấy, thì lại là ba khu vực thuộc thành phố trực thuộc trung ương của ngoài Bắc của mình. Thế có nghĩa là gì? Câu chuyện đây đấy là nghị quyết 58 này muốn đưa Thanh Hóa trở thành một trong những cái tứ trụ và được ưu tiên phát triển sau ưu tiên phát triển như những cái khu vực đang thuộc trong thành phố trực thuộc trung ương của khu vực ngoài Bắc của mình. Đây là một cái nghị quyết rất là tôi thấy là rất là hay và đặc biệt hơn nữa là được ưu tiên rất nhiều bởi vì đây là ba cái thành phố trực thuộc trung ương và Thanh Hóa được định danh và định vị rằng là thành phố trực thuộc trung ương thứ tư theo cái định hướng phát triển của cái nghị quyết 58 này. Tiếp theo chúng ta anh cùng xem về vấn đề về nhiệm vụ giải pháp. Đầu tiên là về xây dựng tỉnh Văn Hóa trở thành một cực mới khu vực về công nghiệp, nên là vì sao thời gian vừa rồi ấy, công nghiệp của Thanh Hóa đang được đổ dồn về đầu tư rất nhiều các khu công nghiệp nặng, các khu công nghiệp nhẹ, nông nghiệp quy mô lớn giá trị cao, phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng, đặc biệt là kết nối tầng đô thị, hạ tầng giao thông đồng bộ. Thế là vì sao thời gian vừa rồi cao tốc ở khu vực Thanh Hóa đã được phê duyệt hai tuyến, một tuyến là cuối năm nay từ Ninh Bình sang Thanh Hóa là cuối năm nay sẽ thông xe và một tuyến là từ Thanh Hóa sang Nghệ An là cuối năm sau nó sẽ thông xe, đang được đầu tư nhờ chính sách này, đang được đẩy mạnh về cơ sở hạ tầng, thu hút sử dụng những cái nguồn vốn đầu tư từ mọi phần kinh tế cho phát triển. Cái phần này có nghĩa là gì? Anh em mọi người hình dung là Thanh Hóa đã được đầu tư với lượng vốn FDI lớn nhất ở khu vực miền Trung. Khu vực miền Trung hiện tại là khu vực mọi người hình dung là cũng khá là chưa được giàu đâu. Nhưng mà Thanh Hóa là đứng số 1 của từ những cái khu công nghiệp họ chuyển dịch về. Phát triển giáo dục đào tạo khoa học, dịch vụ chăm sóc sức khỏe nền tảng, trung tâm lớn giáo dục y tế đào tạo chuyên sâu. Kết hợp chặt chẽ về phần này là phần về chính trị này, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, phát triển văn hóa và thực hiện tiến độ công bằng xã hội, tăng cường quản lý khai thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tăng cường liên kết với các tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trong cả nước, bảo đảm về vấn đề an ninh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng nâng cao kết quả tác động kinh tế, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực chỉ đạo, năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các ủy đặc quyền. Đây là một cái nghị quyết tôi đọc trình lại cho anh chị về cái tiêu đề nhé, nghị quyết 58 về Bộ Chính trị xây dựng phát triển Thanh Hóa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây sẽ là một cái nghị quyết gần như là thay đổi bộ mặt của Thanh Hóa. Và vì sao lại cái nghị quyết này lại được đưa ra một phần ấy, thì tôi đánh giá là đây Thanh Hóa đã được ưu tiên về phát triển ấy. Nên là đồng bộ về cơ sở hạ tầng, đồng bộ về cái vốn FDI đang gọi là vốn đầu tư nước ngoài họ chuyển dịch về đây, và thứ ba là đang là quê của Thủ tướng Phạm Minh Chính nên sẽ được ưu tiên một chút về ưu tiên. Nên vì sao cái nghị quyết 58 này mọi người dùng là chỉ áp dụng cho những thành phố nào trực thuộc trung ương,
Nhưng mà riêng về Thanh Hóa thì lại là một trong những cái khu vực mà chưa lên thành phố trực thuộc trung ương nhưng mà vẫn được ưu tiên và phát triển theo cái định hướng phát triển thành một cái thành phố gọi là văn minh, giàu và đẹp ở khu vực Thanh Hóa tầm nhìn 2030 đến 2045 về bất động sản và Thanh Hóa. Và những khu vực như này ấy, nên là cơ sở hạ tầng này, mọi người dùng phần thứ hai này, đồng bộ với cơ sở hạ tầng ấy. Riêng cao tốc là một, nhưng mà yếu tố thứ hai đó là về vấn đề gọi là các khu vực xã, các khu huyện của Thanh Hóa đã được tự mở đường, đã tự phê duyệt làm đường ấy, tự phê duyệt làm đường, nên là vấn đề này là vấn đề làm cho cơ sở hạ tầng của Thanh Hóa. Nhiều khi em mọi người vào Thanh Hóa mọi người thấy là Thanh Hóa rất rộng nhưng mà những khu vực như đường liên xã liên thôn vẫn được đang làm rất đều. Đấy là một trong những cái yếu tố mà rất nhiều nhà đầu tư họ thích mà muốn về Thanh Hóa và tham khảo và đầu tư ở khu vực Thanh Hóa. Đấy thì trong cái video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh chị về cái nghị quyết 58 này để giúp anh chị có nhiều góc nhìn hơn về gọi là chính trị khi mình đầu tư. Một là mình đi theo chính trị và đi theo định hướng phát triển của khu vực. Nếu mà anh chị cảm thấy hay thì hãy để lại tôi một like, một comment cũng như là một subscribe kênh để giúp kênh của tôi phát triển mạnh hơn và lan tỏa nhiều giá trị hơn để giúp anh chị có nhiều góc nhìn về bất động sản thị trường Thanh Hóa diễn ra như nào tầm nhìn năm 2022 đến 2025. Tôi xin vô cùng cảm ơn quý anh chị.